Hello, xin chào cả nhà. Trời ơi. Ông Phúc ông nhát lắm. Mình nói sao lưng mình hello chào cả nhà thôi mà ổng sao ông giật mình đó cả nhà. Với miền Tây trong nước của mình mưa bão lắm cả nhà. Nay mình đi bẻ dừa vô mình cũng gian trưng lắm anh em thông tem này cũng cực khổ, xin cả nhà thương tình ủng hộ đăng ký kênh cho Quốc Dừa nha cả nhà. Hai. Nay mưa quá cả nhà, mưa lầy lội quá chừng cả nhà, sình lầy quá trời sình luôn, mà mũi nữa, mũi quá sức tưởng tượng luôn. Đây có mấy cây ngái gì cả nhà, cây này cây ngái chứ không phải cây sung, mấy cây ngái bự quá chừng luôn, trơn lắm nha ông Phúc. Mưa quá chừng trơn quá chừng cả nhà ơi. Sáng nay thấy nắng nắng được cũng mừng. Hôm qua đi thăm người yêu ha, đâu mà nghỉ ngày không Phúc? Hôm qua đi thăm người yêu. Trời ơi, coi nay có người yêu nữa hả gì? Hôm qua nó về quê thăm. Nó chơi chứ. Ổng hôm qua mẹ ổng hơi riêng á cả nhà, ổng đi công chuyện á, người yêu của ổng là người yêu lý tưởng đó đó cả nhà, ổng nói vậy đó. Hôm qua mẹ ổng hơi riêng. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải một con. Ôi ghê ghê, đi thăm mẹ về sung. Trời ơi, nay vuốt đẹp trai nữa kìa cả nhà ơi. Chưa ăn rồi nó khỏe rồi. Quá tài. Ở đây thì có một ít dừa ta, ít dừa khô, ít dừa xiêm á cả nhà. Cho nên mình đây bẻ cũng ít sang qua cái vườn kế bên á, hai vườn sát bên luôn cả nhà. Đây bẻ chừng trăm mấy 200 trái là hết giá. Trời kìa. Ở đâu mà nhắc Kiều ơi nữa. Thí Kiều Thí Dân hả? Anh có tội tình gì mà em bỏ anh ra đi. Trời ghê ghê. Dung ơi sao em nợ đền bỏ anh ra đi. Đợi anh bơ vơ một mình. Trời ơi, nay ca cỡ rồi. Thấy anh đẹp tay hơn mà sao em đành bỏ anh ra đi. Anh bỏ anh bơ vơ ra đi khi con hơ chưa hút chết. Em đành bỏ nó cả nhà, hai thằng nó đầu nó quần ở trong vườn, nay nó xả nó gặp lại rồi cả nhà. Nghĩ có một bữa mà nó gặp lại nhau rồi nó quần kìa. Thôi hết thân luôn. Ông Quốc ông đang hát hay cả nhà mà ông Phúc ông ơi ông làm tào lao vô hết nghe được luôn. Bó tay với ông Phúc được chứ. Hai này mà nó nghỉ một ngày rồi bắt đầu là nó sung sáp lại sung quá chừng cả nhà ơi. Có cảm giác thú thì cuộc đời đứng chung chung. Tăng. Vô đây mình nói với cả nhà là vô đây là coi như có bốn đứa tụi mình thôi cả nhà, không có ai hết trơn á. Ông chủ vườn cũng chưa xuống nữa, trống lỏng à. Hey.
Ông gốc nè, ông bận áo đen mà hên trời nắng cả nhà, chứ gặp mà trời mưa thấy ông đen thù lùi nữa. Cái gì vậy anh ba? Cái gì mà la dữ vậy? À, tem mình đi hái dừa, vừa hái dừa vừa giải trí chơi á cả nhà, chứ không có có gì nữa đâu mà khóc với sầu đó coi á cả nhà, đúng quá kinh không nổi luôn cả nhà. À, nó thấy con hàng nóng bự rồi cả nhà. Cái đuôi nó một khúc luôn á. Con ngắm con ngắm hổ ngựa. Đó có con hàng nóng rồi cả nhà ơi. À, con rắn đó cả nhà. Tại mình hay nói hàng nóng vậy. Hàng nó kiếm kìa. Hồi nãy cái đuôi nó nằm đây nè, ngay gỗ luôn á. Có vậy? Con rắn. Con rắn. Bự không? Bự bằng cùm tay vậy. Bằng cùm tay vậy á. Con ngắm rồng. À, gá đồng hổ ngựa, gá hổ ngựa, có thể nghe hàng nóng là chạy tuốt đẳng đứng rồi cả nhà. Nó tụi nó mà dí bắt được một cái ha, rồi nó quấn vô cần cổ ra một cái. Chạy mất hình luôn cả nhà. Bó tay ông chủ dưỡng xuống rồi ông cười rồi cả nhà. Thằng Nhật nó thấy con rắn đó cậu. Thằng kia đứng mở móc kìa, đi đâu đứng nó hoài vậy cha nội. Thôi kìa, lạng kìa cả nhà. Rậm rậm về dễ có rắn lắm cả nhà. Ông làm gì ông bệnh đít đâu Phúc? Sợ gắn cắn ngay đít hay gì cho nội. Mình đứng tốt bên bờ ở đây ha, ba đứa nó chạy qua bển rồi cả nhà. Công nhận ở vùng quê mình nó yên bình ghê không cả nhà, mà thanh tịnh mà mát mẻ, không có bừa bộn, không có xe cộ, không có mà ồn ào hết cả nhà. Nhưng mà ở dưới quê thì kinh tế nó không bằng ở thành thị cả nhà, kinh tế thì nó eo hẹp hơn. Không làm gì Phúc, né theo ông không kịp luôn à, dí á. Giờ xong một vườn này cả nhà, qua vườn thứ hai kế bên luôn cả nhà. Đây là vườn này, một vườn cả nhà, cái này chắc có 200 mấy trái rồi cả nhà. Giờ bẻ vườn kế bên luôn. Tiếp tục vườn dừa thứ hai kế bên luôn cả nhà. Hai vườn cho đi chung sát bên luôn. Phúc hiểu kinh bao dừa giùm ông chủ vườn. Mang dép đi đâu?
Ông quất dừa, leo cây dừa, hái dừa. Ông hát mà ông gìn cái chủ nhà, chủ vườn kế bên đây cả nhà. Hát hát đi chứ gìn gì. Hai cha con nó sát lại rồi đó. Gặp xa có một bữa mà hả, như là mèo thấy mỡ vậy. Đó, đó. Nó đi hái, nó đi bẻ kiến, nó nhát thằng cha nó. Hôm qua ổng về ổng mét bà nội mày rồi đó. Ổng đi kiếm cái gì đừng ổng xử Nhật cái chứ ở đó. Thằng chủ nè cả nhà, thằng chủ mà nó có mình đó, nó quen quen mình đó cả nhà. Thằng lính chạy mất rồi. Yếu luôn rồi, đang mình quay phim cho ổng, ổng yếu luôn cả nhà, hát bản luôn. Ôi xót thương người ơi, đói nhét mấy anh bè dừa, thở hết nổi luôn còn hát hát. để đây để phụ cho. Mình buông ra phụ với ổng chứ đâu có thằng lính nào nữa cả nhà, nó chạy hết rồi. Thằng đi uống nước đâu á, còn thằng đi tùm lum hết rồi cả nhà, có mình chủ à. Đây đóng, đằng này không đóng nữa cả nhà, giật tiếng phút đằng kia. Đây là thành quả của hai của mình cả nhà, kính chúc cả nhà được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bye bye. Xin chào tạm biệt. Coi dở đầu ra đừng cho thấy đẹp trai rồi cả nhà. Bye bye.